tên lửa Nga bắn gãy tháp truyền hình cao nhất Kharkov. Video mới cho thấy tên lửa Nga đánh trúng tháp truyền hình cao 240 m công trình cao nhất Kharkov và bị nghi có hệ thống liên lạc quân sự. Video được người dân Kharkov đăng trên mạng xã hội hôm ngày 22 tháng 4 ghi lại khoảnh khắc tên lửa Nga bắn trúng tháp truyền hình cao nhất thành phố, khiến nửa trên của công trình này bị gãy và rơi xuống đất. Dữ liệu sơ bộ cho thấy, tòa tháp được gắn nhiều thiết bị, trong đó có anten liên lạc và thiết bị điều phối hoạt động phục không. Thành phố cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn tín hiệu truyền hình kỹ thuật số, đồng nghĩa với một trong những phương thức chủ yếu để tuyên truyền của đối phương đã bị phá hủy. Vitaly Gajev, quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kharkov cho hay, chưa rõ loại vũ khí được sử dụng trong đoạn tập kích, nhưng tài khoản AV Vonko, chuyên đăng tư liệu trên Telegram về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine nói rằng, máy bay nước này đã phóng tên lửa hành trình chiến thuật KH-59 nhằm vào mục tiêu Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Tháp truyền hình Kharkov cao gần 241 mét được sử dụng để phát tín hiệu truyền hình và phát thanh FM trong phạm vi đô thị cùng tên. Đây là công trình cao nhất thành phố Kharkov và cũng là tháp truyền hình cao thứ năm tại Ukraine. Sau khi Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì APK vào tháng 2, các đơn vị tiền tuyến của Ukraine bắt đầu lo lắng về nơi tiếp theo sẽ bị Nga tấn công. Trong bối cảnh phương Tây nhận định, Moskva đang chuẩn bị cho chiến dịch tiến công quy mô lớn vào mùa hè này. Chuyên gia nhận định tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraine giáp với tỉnh Belgorod của Nga chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moskva nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tinh thần của quân đội và người dân nước này. Nga gần đây tập kích Kharkov mỗi ngày, tập trung vào các trận địa phòng không của đối phương. Sau nhiều tháng nguồn viện trợ của Mỹ đình trệ, phòng không Ukraine tại khu vực dường như đã cạn kiệt nguồn lực, không đủ khả năng để ngăn chiến thuật tấn công phối hợp giữa máy bay không người lái tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào đây